Chào các bạn, hiện tại ở ngay đây cùng với Linh chính là em siêu phẩm Q60B75in được sản xuất trong năm 2022 với nhiều cải tiến đột phá và tính năng vượt trội. Lắp đặt đúng cách sẽ giúp TV của bạn luôn hoạt động ở trạng thái tốt nhất. Ngoài ra, do kích thước TV ngày càng lớn nên việc lắp đặt đúng cách sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, an toàn và hiệu quả. Để thuận lợi nhất trong quá trình mở hộp em siêu phẩm này, bạn hãy nhờ bạn bè hoặc người thân của mình hỗ trợ nhé. Bên cạnh đó, bạn hãy chuẩn bị một mặt phẳng thật là chắc chắn như mặt bàn hay kệ. Và đặc biệt, luôn luôn ghi nhớ một nguyên tắc, an toàn là trên hết. Và như vậy chúng ta đã vừa đập hộp xong em TV Q60B75in. Nếu bạn đang băn khoăn rằng chiếc TV này có gì đặc biệt thì sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về 4 tính năng nổi bật của nó nhé. Tính năng đầu tiên đó chính là hiển thị 1 tỷ sắc màu với công nghệ Quantum Dot. Công nghệ chấm lượng tử độc quyền của Samsung giúp Q60B hiển thị 100% giải sắc màu. Nhờ vậy màu sắc ở từng cấp độ đều được tái tạo chân thật nhất như trong thực tế. Và bên cạnh đó, công nghệ Quantum Dot được làm hoàn toàn từ chất liệu vô cơ nên sẽ không bị lão hóa theo thời gian, nhờ đó hình ảnh của TV bạn sẽ luôn luôn được như mới. Tính năng nổi bật thứ hai đó chính là Quantum HDR. Công nghệ Quantum HDR sẽ giúp bạn chiêm ngưỡng hình ảnh sống động nhờ dải màu siêu rộng. Giờ đây, bạn có thể chiêm ngưỡng độ tương phản đỉnh cao cùng chi tiết chân thật. Công nghệ HDR 10+ của Q60B còn giúp bạn kiến tạo khung hình rực rỡ, tỏa sáng ấn tượng trong từng chi tiết với sắc đen sâu thẳm và sắc trắng thuần khiết. Tính năng thứ ba đó chính là chế độ đa màn hình hay còn gọi là multi view. Với chế độ này cho phép người dùng có thể xem nhiều nguồn nội dung trên cùng một chiếc màn hình TV. Giờ đây, bạn vừa có thể xem bóng đá, vừa có thể cập nhật thông tin về trận đấu đó, hoặc bạn có thể vừa chơi game, vừa xem hướng dẫn chơi game của một game thủ khác. Tính năng số 4 đó chính là âm thanh OTS Live. Chiếc TV Q60B sở hữu hiệu ứng âm thanh vờm di chuyển theo hình ảnh, mang đến cảm giác chân thật như trong cuộc sống. Ngoài ra, kính loa đánh trần giả lập sẽ mang đến những âm thanh từ trên cao như tiếng máy bay rơi hay tiếng đạn bắn một cách chân thật hơn, giúp mang lại cho bạn một cảm giác xem phim và chơi game đắm chìm hơn bao giờ hết. Giờ đây, từng cảnh game sẽ diễn ra chân thật và sống động hơn như bạn đang là một đấu sĩ trên đấu trường. Thật xuất sắc phải không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip đập hộp Q60B75in của năm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!